Hi, chào các bạn đến với Trung Nguyên TV. Lúc nãy mình đăng video chắc vừa mới đăng thôi. Bây giờ lại tiếp tục về thêm 4 thùng nhá. Đấy, trong video trước nếu mà các bạn xem trước ấy thì mình có nói đấy về 3 thùng, à 4 thùng tiếp theo ấy. Thì hôm nay vừa lấy về xong đây. Cũng thả ra luôn cá trong nhà, cái lô lúc nãy chưa thả xong cá đâu. Đấy, về mình chạy ra lấy vội về. Đấy 4 thùng nhá. Bây giờ sẽ lần lượt nào, em về những cá gì nào. Váy này, bây giờ lô này về chủ yếu là váy rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đấy, cả váy màu, váy tiger này, xanh đỏ tím vàng luôn, đủ hết luôn. Váy màu, đấy, mix màu luôn. Đấy, mix màu luôn, váy. Lô này về chủ yếu là váy là nhiều. Mấy này neon, sóc tiếp các kiểu. Đây, thùng này còn váy luôn. Và nhiều váy lắm, váy phải rơi vào mấy nghìn. Đây toàn váy luôn, nhấc luôn, nhấc hai túi, ba túi lên. Biết váy rồi cứ nhấc lên nhiều lên. Gì đấy? Sóc đồ đỏ. Nê ông vua này, đây là cầu vòng xanh Indo các bạn nhé, cầu vòng xanh Indo. Đây là váy màu tiếp này. Đây, lô này mình có về thêm cầu vòng, lâu lâu rồi về thêm đắt tiền một chút. Đấy, váy màu tiếp này. Đấy, hai túi này váy màu tất, váy tiger, váy tiger. Nê ông vua. Đây là ngựa cánh tiên này, ngựa cánh tiên này. Đây ông xanh này, đây là váy tiger. Tôi cái bé trước. Phượng hoàng lam trống nhá. Rất là to và đẹp luôn. Đi ra thì xì này, lông gà. À, lô này mình có về cá lông gà các bạn nhé. À, nhưng mà túi đen thì xì không thấy đâu. Mình nói tên này các bạn sẽ biết. Ô, hồng mi đợt này là bấy đi ti này. Trong này đã đi mất con này rồi. Đi mất 2-3 con đấy. Tí chụp ảnh riêng ra. Váy lông gà. Là kim sơn thái size khoảng 3 ngón. Đô la đặt to mà đây chỉ hàng gọi nhỡ bé bé. Đô la cũng lâu lắm rồi không về. Váy táo rồi. Ping pong to, ủa ping pong cả lỗ này nó về ping pong nhiều. Hơi nhiều ấy. Váy màu này với lại rồng thủy tinh này, về thêm rồng thủy tinh các bạn nhá. Đấy, bạn nào mà chơi bọn này trông thì thôi cũng khỏe khỏe hết chứ không yếu đâu, chơi thủy sinh thả vào cũng rất là đẹp luôn, trông nó độc và lạ. Đây là 7 màu loạn, bây giờ combo một phát nó mix màu luôn. Đường vua. Sóc đồ đỏ này, đây là 7 màu, màu gì đấy, cũng loạn đấy, loạn các màu luôn. Mới lại phượng hoàng lam mái. Lại ran chu to. Lô trước cũng nãy về, đây là ngân sa, có lẽ cũng phải cho ra luôn em ơi, đổ ra luôn thùng không phải ra nữa đâu. Đây là gì cả, thạch mỹ nhân này, bút chì này, đây là táo gù này, đây lại bút chì nữa, hết. Ok, đấy lô này chỉ có 4 thùng thôi nhưng mà cái này là có
còn thiếu rất là nhiều cái hàng mình đặt nữa, thiếu nhiều đấy. À, mình đặt thêm đĩa về, hổ ước về mà không có. Táo cũng đi, táo cũng còn đi. Đổ ra ngày hôm nay cũng nhỡ ấy, đáng nghĩa ra nhận hàng sớm rồi. Đó mới nhỡ chuyến bay đấy. Cái này có nhà nào?